Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc đế sạc nhanh của Xiaomi. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để review nhanh, đánh giá những cái nội dung, cái thiết kế cũng như là những cái tính năng của cái đế sạc nhanh này nhá. Cảm giác đầu tiên khi mình cầm cái đế sạc nhanh của Xiaomi ở trên tay đó là một cái thiết kế mới, hoàn toàn khác với những phần còn lại. Những cái đế sạc nhanh trước đây thì nó chỉ thường là một cái hình tròn bên dưới đây thôi, chứ nó sẽ không có cái thanh dựng lên như thế này. Đấy. Và ở đây thì Xiaomi đã thiết kế cái đế sạc nhanh này, nó sẽ có thêm một cái thanh để đỡ điện thoại như thế này. Có nghĩa là các bạn có thể để điện thoại lên bên trên quay theo cái hướng chiều dọc như thế này, có nghĩa là nó sẽ điện thoại luôn luôn nó sẽ đứng, các bạn có thể để trên mặt bàn vừa sạc vừa sử dụng được, chứ không phải là như thông thường là các bạn sẽ đặt cái điện thoại nằm lên. Vậy thì các bạn sẽ khó hơn trong quá trình sử dụng, và mỗi lần sử dụng các bạn cần phải cầm cái điện thoại lên đó. Thì đây là một cái thiết kế theo mình đánh giá khá là hay, và nó sẽ là phù hợp với những cái người nào để trên mặt bàn, trên góc làm việc hay ở văn phòng đó. Có thể là nhiều bạn sẽ thấy là cái đế sạc nhanh này như thế này nhìn nó sẽ hơi cồng kềnh, mang đi mang lại tương đối là bất tiện. Đấy, thì đấy là đúng, nhưng mà theo mình đánh giá là đế sạc nhanh thường nó sẽ là để cố định ở một chỗ rồi. Đấy, các bạn chỉ không muốn là có dây dợ vướng víu thì đây nó sẽ là một cái thiết kế khá là ok. Khi các bạn để một chỗ và các bạn để điện thoại lên sạc, đấy, chúng ta sẽ có thể sạc điện thoại theo cái phương thẳng đứng như thế này, là khi có thông báo đến các bạn sẽ nhìn thấy luôn, và nó sẽ tự động mở khóa khuôn mặt Face ID của các bạn luôn, chứ không cần là các bạn cần phải cầm điện thoại lên nữa. Đấy, thì đấy là một cái thiết kế mới theo mình đánh giá là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ điểm nhanh về những cái thông tin thông số của thiết bị này. Đầu tiên thì về mặt trước các bạn có thể nhìn thấy rồi, nó sẽ có một cái thanh đứng như thế này, các bạn có thể sạc điện thoại vừa nằm ngang vừa dựng dọc đều được. Đấy, ở chính giữa đây nó sẽ là một cái biểu tượng cũng như là một cái logo sạc như thế này. Thì ở chỗ này nó sẽ hiển thị là một cái cuộn đồng nhá, nó sẽ trong cái phần hình tròn như thế này, và các bạn có thể để điện thoại trực tiếp lên đây để sạc. Rồi, ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái G nổi lên, cái G này thì nó sẽ có cái tác dụng là giữ cho điện thoại chống trượt, chống rơi. Đấy, và nó sẽ có một cái đèn LED cảnh báo ở đây. Đấy, một cái đèn thông báo ở chỗ này, các bạn sẽ chú ý là khi lát nữa mình sẽ cắm điện thử các bạn sẽ thấy. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái góc nghiêng đấy, khoảng 45 độ, rất là ok nhá. Nó sẽ phù hợp với cả cái chiều đứng của điện thoại và phù hợp với cả cái hướng mắt nhìn của chúng ta. Đấy, được cái thiết kế rất là thông minh và ổn định. Rồi, về phần tiếp nối thì riêng cái mặt này và cái phần thanh dựa ấy, nó sẽ được làm vát cong như thế này. Đấy, cảm giác đường rất là mềm mại, mịn màng. Đấy, rất là thích nhá. Rồi, về mặt sau thì các bạn có thể nhìn thấy nó tương đối là cân đối. Đây, cái phần dựng thẳng đứng này nó vẫn nằm trong cái khuôn khổ của hình tròn thế này, nên nó rất là đẹp, không có bị nhô ra hay không bị cồng kềnh. Rồi, tiếp tục là cảm giác cầm nắm trên tay, mình cảm giác cầm nắm rất là nhẹ nhá. Đây, các bạn có thể cầm theo chiều ngang, chiều dọc. Đấy, cầm rất là nhẹ và nó cũng sẽ gọn gàng, không quá to đâu. Đấy, còn như thế. Rồi, đấy là về cái mặt trước. Về mặt sau của cái thiết bị này thì chúng ta sẽ có gì? Đây, chúng ta sẽ có một cái đệm cao su vòng tròn như thế này để chống trơn trượt. Rồi, ở chính giữa nó sẽ là một những cái thông số của thiết bị này. Chúng ta sẽ có một cái logo Xiaomi ở giữa, mã của cái sản phẩm là VKPC02ZM. Đấy, điện áp của chúng ta sẽ có như sau. Thì nó sẽ là 5V 2A, 9V 1.6A, 12V đến 16V là 1.7A max. Đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái công suất sạc là 20W nhá. 20W là tối đa đối với trường hợp là các bạn sẽ sử dụng những cái điện thoại như Xiaomi Mi 9 các thứ ấy, thì nó sẽ trở lên đấy, thì nó sẽ được sạc được tối đa là 20W. Còn như mình đang sử dụng cho một thiết bị iPhone thì cảm giác là sạc nó sẽ không được nhanh và nó sẽ không được tối đa 20W. Đấy, nên là nếu các bạn nào mà có sử dụng cái cần sạc gấp hay là sử dụng những cái chiếc điện thoại của mình mà muốn đầy pin nhanh ấy, thì các bạn không nên sạc không dây với chiếc đế này, mà chúng ta nên sử dụng những cái sạc dây có dây thì nó sẽ nhanh hơn. Thiết bị này thì thường chúng ta sẽ để ở trên bàn làm việc hay là để góc học tập. Đấy, cho nó gọn gàng, nó đẹp và nó tiết kiệm diện tích thôi. Chứ còn sạc nhanh cho những thiết bị khác thì nó sẽ không hỗ trợ sạc nhanh nhiều thiết bị. Đấy, đa số nó chỉ ở khoảng 10W thôi. Đấy, nó sẽ hơi chậm một chút. Tuy nhiên thì sạc chậm nó cũng sẽ có một lợi thế, nó sẽ bảo vệ cho pin của các bạn không bị chai nhanh. Rồi, ok, mặt sau có một cổng duy nhất kết nối là cổng sạc Type-C. Đây, các bạn có thể cắm kết nối sạc ở đây. Các bạn có thể sử dụng cái củ sạc nhá của các thiết bị khác, để các bạn kết nối qua cổng Type-C để vào cắm vào. Thì ở đây hiện tại, cái củ mình đang sử dụng ở đây nó là một cái củ sạc nhanh của MacBook. Củ sạc nhanh lên tới 80W cơ. Đó, mình cắm vào thì cái đế sạc này nó cũng sẽ vẫn nhận, và nó sẽ chỉ nhận là một số những cái thông tin, thông số là phù hợp cho thiết bị thôi. Đấy, ví dụ bây giờ mình cắm sạc vào, ngay lập tức nó sẽ báo cái đèn hiển thị màu xanh nhá, để hiển thị là sạc đang vừa cắm điện vào, vừa kết nối với bộ sạc. Đấy, cắm điện vào. Đấy, thì bạn nhìn thấy nó sẽ báo hiển thị màu xanh như thế này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ để một chiếc điện thoại lên. Ví dụ ở đây mình đang để một chiếc 14 Pro Max và có một chiếc ốp như thế này. Đấy, cái ốp của mình thì cũng nó sẽ không dày, nó sẽ tương đối là mỏng, và các bạn để lên nằm ngang. Đây, ngay lập tức các bạn thể nhìn thấy
nó sẽ thông báo là đã sạc nhá, và có một cái đèn sáng sáng hiển thị lên như thế này đấy, biểu tượng sạc đó, và hiển thị thông báo đây, mình sẽ để nghiêng cho các bạn xem đó. Đây mình nhắc ra nhá, thì đèn thông báo nó sẽ tắt đặt lên đó, sẽ có thông báo biển báo hiển thị sạc luôn, mình dựng thẳng lên đó cũng đã có thông báo sạc, có nghĩa là các bạn sạc ở chiều nào cũng được, dựng lên hoặc là nằm xuống đều ok. Đây đây là chiều dựng thẳng đứng nha, mình sẽ sạc lại đó, ok rồi, và đây là chiều nằm ngang, tắt đi đó, ok. Ở đây thì cái tốc độ sạc cho chiếc iPhone 14 Pro Max mà mình đánh giá nó chỉ khoảng 10W thôi, nó sẽ không là nhanh đó. Tuy nhiên thì cái thiết kế này nó tương đối tiện. Bây giờ thì đối với những cái iOS mà từ iOS 17 trở lên ấy, khi các bạn sạc nằm ngang như thế này nó sẽ có hiển thị được cái thông số của cái tính năng đó là màn hình chờ ấy, rất là hay. Đấy, bây giờ mình sẽ để lấy một chiếc iPhone iOS 17 nhá để sạc cho bạn xem. Năng là màn hình chờ khi mình đặt lên. Các bạn có thể nhìn thấy đấy, ngay lập tức thì cái tính năng trên iOS 17 nó được kích hoạt. Đấy là tính năng màn hình chờ khi các bạn đặt sạc điện thoại ở trên mặt nghiêng. Đấy, giống như đồng hồ Apple Watch ấy, nó sẽ có một cái đồng hồ thông báo khi các bạn sạc nghiêng như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra mình đặt lại cho các bạn xem này. Đó, thì ở cái màn hình chờ này chúng ta sẽ làm được rất là nhiều tính năng. Đấy, những cái thông báo, những cái thông số, đấy, rất là hay. Các bạn có thể vuốt để xem, vuốt lên, vuốt xuống để thay đổi những cái thông tin thông báo. Đấy, cái này thì từ iOS 17 trở lên mới được nhá. Nên các bạn phải cân nhắc là cầm trên này iOS 17 thì mới ok, mới sử dụng được. Đấy, theo mình thì nó sẽ là một cái decor rất là đẹp ở trên bàn làm việc, cũng như là một cái cách để các bạn có thể sạc điện thoại. Nó sẽ rất là tiện lợi. Đó, trên bàn làm việc của các bạn rất là gọn gàng. Ok, thì trên đây là một cái review đánh giá nhanh của mình về cái đế sạc không dây của hãng Xiaomi này. Đấy, nó được cái thiết kế đẹp, được cái tiện lợi sử dụng khi các bạn làm gì đấy, để trên mặt bàn có tin nhắn đến, thông báo đến, cuộc gọi đến thì nó sẽ tự động hiển thị luôn, nó không cần các bạn cần phải cầm điện thoại lên. Thì đánh đổi lại các bạn sẽ phải chú ý về cái việc là cái tốc độ sạc cho cái thiết bị này, nên các bạn cần phải lưu ý. Trên đây là cái đánh giá nhanh của mình về chiếc điện thoại chiếc đế sạc không dây của Xiaomi. Các bạn có thể vào trong playlist để tham khảo thêm clip khác nhá. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.